Hai đứa lấy nhau cả năm rồi, bây giờ mày đã bắt cỡ. Con biết không, má mà má thấy nó cưng con đó, má vui lắm á, thấy không? Chứ không phải má ghen hả? Đánh má. Ngớm vụ má nha. Khỏi khỏi khỏi. Đây nè con, má chuẩn bị sẵn rồi nè. Trời, cái này ngon lắm con ơi. Coi chừng, coi chừng, coi chừng. Nóng 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 nóng. Để má, 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 má. Anh mà không cho con hôn á, để con hôn má. Nửa cái nữa. Tớ không. Thấy thiệt thòi không? Đi ăn đi con. Trời đất ơi, đưa nó về đây làm dâu đâu có phải dễ. Thôi, ê. Để cho nó ăn rồi nó có sức. Nó có sức để nó lo, nó đẻ cháu nội cho tao. Má ơi, tụi con còn trẻ lắm. Mấy con thì còn trẻ, nhưng con nghĩ coi má già rồi. Không thấy nào cái chuyện mà lo, cái chuyện mà thử nó, để đưa nó về làm dâu, thấy không? Một cái công trình, thấy không? Rồi về đây tụi tới cái chuyện là phải lo cho tụi bay sống thế nào cho hạnh phúc. Rồi phải lo dạy từng ly từng tí vậy thôi. Có mới con năm thôi mà đầu tao nó bạc cỡ này rồi. Má, mà yên tâm, nhiệm vụ mà giao con nhất định sẽ hoàn thành. Nhất định nó hoàn thành tức là phải đẻ cho nội. Chồng ơi, má chồng. Chồng ơi. Trời ơi, chưa thấy người thấy tiếng rồi. Ủa, chồng yêu. Bà làm quá bà. Trời ơi, bán con phe hả? Có lộc ăn dễ sợ á. Đúng là có lộc ăn luôn á. Qua đây là ngay giờ ăn nha. Má, nó xạo không? Nó canh giờ ăn, nó chạy qua mà nó nói có lộc ăn. Nó lần rồi, rồi. Em nói thiệt nghe, em canh hay gì mà còn không canh lấy được anh á. Trời ơi, đây mà có mình lỗ. Thôi, đừng có chọc con nó nằm. Nói chuyện nói, đừng có đánh nó. Ý má. Thôi, đừng có tào lao. Cái chuyện chồng vợ là nó phải có duyên số. Nó có duyên, nó số, nó thành chồng, thành vợ. Còn chưa có duyên số là chưa thành vợ chồng. Bây giờ nó có duyên, nó thành vợ chồng rồi. Tỉnh tức chứ bộ. Ngưng. Cái gì vậy? Ngưng liền. Cái gì vậy? Quá đáng. Con dâu ăn quá đáng. Ăn sáng thôi mà ăn 8-9 cục giò heo. Cục nào bự cùng tay con vậy đó. Giờ ganh tị phải không? Ganh tị. Muốn ăn phải không? Đây chị ăn đi nè. Không, con ăn đi. Để má vô má lo làm cho tô đặc biệt. Nó bị nhiều thấm tháp gì nó đâu. Không cho ăn, con ăn ảnh nó. Gái còn đứa mà xuồng xả. Xuồng xả gì? Bé. Vui vẻ. Vui vẻ không nha. Có vui. Có gì đâu mà không vui. Chị với ảnh á, hồi nhỏ lớn lên là hai bạn thân. Hồi đó mặc quần sọt nha. Đi đá banh, đá hú hồn, đầu làng xóm trên gì hay chị đá hết. Chị mà đá thiệt nghe, né không kịp chị đá cho banh vô bà sườn mất thở luôn chứ đừng nói. Chị kể câu chuyện này 100 lần rồi. Nhưng chị muốn kể nữa. Giờ kể nữa nghe nữa nè. Chị lớn cái xíu chị chỗ bóng. Chỗ ra mà nội ngoại hai bên hú hồn xanh mặt với chị mà. Vậy đó cua không chịu lấy em. Có phước, bé có phước. Nhưng mà chị cũng buồn chứ. Tại vì so ra hai chị em thì á, chị đẹp hơn em xíu. Nhưng em có phước, em lấy được ảnh. Thôi có phước gắng hưởng. Hưởng đi, cứ hưởng nào mà hưởng hết được thì chia tay thì trả ảnh về cho chị nha. Được không? Chịu không? Em đừng có chịu nha. Thôi khùng quá à. Quá chịu chứ sao chịu. Trời, nay mặc áo bà lỗ, mặc đồ cặp với chị. Trời ơi, màu cùng màu đó nè. Bà lỗ vàng. Không hề giống luôn á, không hề cặp luôn á. Em nhìn áo đó nè. Giống có ren nữa mới chịu á. Thôi, gái mà. Thấy chưa, tại vì chị biết á là ảnh còn thương chị á chứ mặc đồ. Ăn không, ăn không. Hết hồn. Nè có. Quá trời cái tô. Không công bằng. Bởi vậy tôi nói làm cái gì làm chứ cũng không thể nào điều được công bằng được hết á. Trời, tao quên. Tao mốt cái tao quên, tao bỏ ở đây luôn. Không sao má, bình thường nó ăn vậy không à? Ây, khùng điên. Không phải hả? Dâu ăn này luôn. Ừ, ăn dâu á thì cho ăn tô đàng hoàng. Dâu hụt cho ăn thao như chó ăn vậy. Bởi vậy má thương con mà con không hiểu gì má hết trơn. Má đã dành cái giày này cho con riêng nè. Con biết tại sao? Ừ, sợ lây bệnh. Thôi ăn đi. Lấy bệnh đâu mà sáng đi khám nghiệp vụ quân sự test rồi không có bệnh đâu gì hết. Thôi
ăn đi để nó nguội. Trời ơi, con này nấu củ sắn là ngon. Bậy, cái củ cải, ai để nấu củ sắn. Ủa gì sao mày nói nhiều quá. Ai biết, ngon. Con lẹ. Sao? Nó làm dâu má phải không? Cho làm dâu em. Làm dâu má nhưng mà có đẻ được cháu nội cho má không? Hả? À, mà nếu con đẻ cháu nội cho má, con đẻ bằng cái đường nào? Má kìa. Đẻ đường thương đau đầy ải nhân gian nha má. Tăng 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 tăng. Con nó hát luôn rồi kìa. Ôi đừng cứ ăn đi, ăn đi con. Ăn đi, chị ăn đi. Khoan 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 khoan. Ờ, tại sao không? Con dâu má má đục bách à. Dân, dân luôn ngực. Con dâu má má đục con đúc. Đi con má. Ủa sao vậy nè? Đứa nào vậy con? Sao vậy con? Trời ơi, con sao vậy? Chết mồ trúng gió rồi. Trúng gió rồi. Trúng gió. Sao sao? Ủa sáng giờ có chữa ông nghén nè. Ông nghén với đứa nào? Má hỏi kỳ vậy? Cả đời này con nói rồi, con trao thân gửi phận cho mình anh Tài thôi. Con lặng dâu má. Má không tin nè. Gợi thứ coi. Giọt máu nè. Cháu nội má nè, đạp nè, thấy nó đạp không? Thấy nó đạp không? Không có. Đạp. Nó lộn mà 60-70 vòng trong này. Đẻ thằng này ra mà không như na cha nữa thôi. Tiếc. Để mà coi. Nghe được. Này mấy tháng ta? Ôi dạo. Ta không cho chạy đánh đau tại cái bụng mà bia chứ rượu không, cái mùi rượu. Mà mày ói mà tao cũng muốn, ói muốn chết luôn. Mà mày ở đây mày để con gái hư thân mất đất. Tại quỷ tí kìa chứ con đâu. Con nói rồi, không có nhậu nữa, không ăn nhậu nữa. Nó vô chỉ uống với em sương sương thôi. Nó quất hai kết chứ dĩa xào lông xào ra muốn ói sáng đêm luôn. Nói là đổ thừa nè, nhậu riết rồi chết đó nha con. Em không chấp nhận thôi. Không phải giọt máu của mình kìa. Giọt máu ruột ra tới kìa. Má ơi. Ủa, đứng dậy con. Ôi. Má ơi. Ôi, má má nè con. Sao con mệt hết? Sao vậy bé? Con muốn ăn gì má má làm cho con ăn đó bụng hả? Con bị gì vậy? Mùi gì má, con không ăn được đâu. Ôi, quay mặt bên kia. Quay mặt. Tự nhiên có ba người nói chuyện, cái đuổi tôi quay ra đây nói chuyện. Rồi tôi nói gì nói với cái me này nghe hả? Không sao con, ngán đó, ngán chừng 9 tháng là hết rồi. Gì? Gì ngán, ngán gì 9 tháng? Sao con? Bà không làm quá nữa. Người ta ngán 3 tháng, bà ngán 6 tháng mà chưa chịu hết. Mai mốt mày có bầu, tao cho mày ngán luôn 5. Ủa ngán nhiều ngán, đây chị khám cho. Ôi. Chị khám cho em. Ừ. Cái gì vậy? Lanh dễ sợ. Ngõ mà lanh dễ sợ. 6 tháng mà nói chuyện leo lẻo luôn. Nói sao phải không? Má dịu dễ thương quá à. Thấy cưng quá à, con thương má dịu. Ê, em từ từ. Đâu có đâu, em nghe em bé nói là. Ủa má rượu ơi, sao người má toàn mùi rượu vậy trời? Em bé là mày nói mẹ con này xạo dễ sợ luôn á. Uống rượu đổ thừa người này người kia người nọ. Nói nghe là tự nhiên cái nói chuyện hồi thân thương quá. Cảm giác mà thiêng liêng như người mẹ thiệt vậy đó. Cho con đặt tên cho nó đi. Đặt tên hả? Ừ. Nhưng mà mày có nuôi được không mày đặt tên? Con nuôi ba nó luôn còn được. Chứ đừng nói nuôi nó. Nhưng mà đời má cũng có nghĩa mà đặt tên rồi. Ba nó tên là Tài phải không? Tài. Thì nếu con trai thì má đặt tên Đức. Nó có là Tài mới có Đức mới có Tài. Còn con gái mình đặt nó là Minh Đức hay Diệu Đức gì đó. Thôi. Tự nhiên cái đặt tên Đức nghe nó Đức đoạn lắm. Nghe Đức ngang lắm. Con tên Diệu là má nuôi nó, lấy chữ lót tên con đi. Diệu gì? Diệu nếu mặn chai con đặt tên nhẹ. Dịu nhẹ. Còn nó con gái con đặt tên Huệ. Dịu Huệ. Trời ơi. Rồi cho nó vô chùa luôn phải không? Làm như là lấy pháp danh vậy. Trời, pháp danh gì? Tên kỳ cục. Tên Dịu. Dịu trong tuần cải lương hay không chết. Ý. Cái vở cải lương nửa đời hương phấn. Dịu ơi em hãy nghe đây là sự thật.
Sự thật đây là em là chị ruột của em. Quá được, quá được. Trời đất ơi, cái kiểu nào mà xuống đây Bạch Tuyết là tuyển cô vô đoàn đó. Lễ Thủy còn Tuyết hay cực kỳ. Alo, em nghe nè. Anh không sắp xếp được hả? Vậy thôi, anh đi làm việc đi nha. Đi sao? Gì vậy? Nó có chuyện gì vậy? Không có gì đâu má. Anh Tài nói là anh bận công việc ở Sài Gòn, anh không về được. Má đừng mong nha. Thôi đừng có buồn ha. Không con. Buồn ảnh hưởng tới thằng cháu nội tôi đó. Thôi. Con hơi mệt, bây giờ mà với cả chị Diệu ngồi đây chơi nha. Chắc cho con vào phòng nghỉ nha má. Đi vô ngủ sớm đi con. Có bầu đừng có thức trễ.